Tết đến rất gần rồi, quý cô chú anh chị và các bạn. Em Việt Châu Việt đang ở ngã tư đường Yên Phụ và Nghi Tam. Thời điểm này em Việt Châu Việt sẽ gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh không khí Tết ở ngã ba, ngã tư thì đúng hơn quý vị và các bạn, ngã tư đường Yên Phụ và Âu Cơ. Wow, không khí Tết đã tràn ngập phố phường rồi. Ở đây cạnh có cành đào đang rực rỡ khoe sắc rồi. Em quay nhiều bông hoa đào anh nha. Ở đây một gốc đào già anh đang kê để bán. À, đây là cây đào già quý vị và các bạn. Đây quý vị và các bạn, đây ngã tư tràn ngập không khí Tết rồi. Những hình ảnh trên tuyến phố Nghi Tam. Và đây, người dân thủ đô Hà Nội bắt đầu vận chuyển những chậu đào tới với quý khách quý vị và các bạn. Những xe đào. Quý vị và các bạn đi trên đường Nghi Tam thì luôn bắt gặp rất nhiều những xe đào, xe quất. Quý cô chú anh chị và các bạn tới kênh của em Việt Châu Việt, hãy tặng em Việt Châu Việt một like ạ. Và quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh, hãy đăng ký kênh ủng hộ em Việt Châu Việt. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ở đây là một số gian hàng bán bình như bán chậu. Ở đây là một số gian hàng bán quất. Và đây là những cành đào. Cành đào, những bông hoa đào đang khoe sắc quý vị và các bạn. Bây giờ thủ đô Hà Nội đã có những hạt mưa. Đây chị bán quất cũng phải mặc áo mưa quý vị và các bạn. Những bình quất nhỏ nhỏ xinh xinh, xài chịu quả, chắc chắn là bình quất tứ niên rồi. Cảnh bán quất bán đào mà lại dưới trời mưa quý vị và các bạn thấy rất vất vả. Quý cô chú anh chị và các bạn có ở gần đường Nghi Tam thì hãy ra đường Nghi Tam để chọn cho mình những mặt hàng, những cây chơi trong ngày Tết. Ở đây em Việt Cháu Việt thấy có những cái bình quất đồng giá quý vị và các bạn. Quất đồng giá 300k. Đây là số điện thoại. Vựa quất quý vị và các bạn. Ở đây còn có cả khoai tây, quý vị và các bạn thấy giải cứu cà chua khoai tây 10k 1kg quý vị và các bạn. Đây, quý cô chú chị và các bạn tới ủng hộ chị. Ở đây là những cành củi khô quý vị và các bạn. Những cành củi khô cũng đang đón xuân. Tại vì chưa thấy hoa nên em Việt Cháu Việt nói củi khô. Quý vị và các bạn, đây các chị cũng đang đi sắm những cành đào rồi. Ở đây là những cành đào quý vị và các bạn. Wow, đây quý vị và các bạn thấy cảnh buôn bán dưới trời mưa. À, đây là một số cành hoa đào cũng có quý vị và các bạn. Xa xa em Việt Châu Việt thấy. Và đây là một số những cây mận. Đây em Việt Châu Việt thấy một số nụ đào rồi.
gốc đào thì già. Các tuyến phố quật rồi đào, đào rồi quật rất nhiều quý vị và các bạn. Ở thủ đô Hà Nội hôm nay đang mưa. Đây một số anh đang phải đốt bức củi để sửa ấm. Em quay nhiều bông hoa đào nhá. Một số cảnh đào rừng. Ở đây thì đã bắt đầu nở rồi quý vị và các bạn. Những cành đào rừng này thì nếu các anh trong Tết mà không bán được thì là sẽ chơi vào mùa xuân quý vị và các bạn. Em Việt Châu Việt thấy hôm nay thế chưa có nhiều cây có hoa. Những cành đào già mà còn có nửa thân quý vị và các bạn. Rất nhiều. Năm nay người dân thủ đô Hà Nội phải nói là mệt chơi quý vị của các bạn. Năm nay chỉ không có tiền mà chơi thôi. Chỉ còn quý vị và các bạn thấy các tuyến phố rất nhiều. Ở đây là một số cây đào. Cây đào có địa hình đẹp. Cây đào này đẹp quá nhỉ. Cây đào này chào giá bao nhiêu em? Cây đào này chào giá bao nhiêu ạ? Wow, đào đào gì mà đắt thế? Đào đá. À đào đá, ok anh cảm ơn. Lạ nhờ. À rồi. À em cảm ơn anh nhá. Đào này độc đấy, em thấy cái thân rêu kia là gọi rêu gì đấy anh? Rêu gì ạ? Rêu gió à rồi rồi, mời quý vị và các bạn xem những hình ảnh. Cây này là cây độc rêu gió ở trên núi cao nên là mọc tự nhiên. Mời quý vị và các bạn vào xem cận cảnh cây đào độc. Wow, mấy chục triệu quý vị và các bạn. 40 triệu đúng không nhỉ? Đấy quý vị và các bạn, ngoài địa y thì còn có cả rêu gió quý vị và các bạn. Đây. Ở trên núi đá cao. Vâng. Nên nó ra hoa rất muộn, nhưng mà ra hoa là đẹp chắc hoa luôn. À, ra hoa là ra chắc hoa. Mà hoa nó khác với cả hoa đào biệt. Vâng. Kiểu nó đỏ thắm hơn đúng không anh? À. Vâng. Và. Rồi. Và mời quý vị xem. Và có nắng một cái nào căng ngày mấy ngày nữa nắng cái nào căng ngày. Em thấy thân này là em nhìn em mê này, nó rất lạ quý vị bạn. Ngoài địa y này còn có cả lộc lá rụng rất nhiều. Và còn có cả rêu của gió. Độc quý vị và các bạn, cây đào độc nhất mùa xuân đúng là chỉ trên núi mới có. Nhìn xa xa quý vị và các bạn, nhìn đúng củi khô luôn. Vâng, chúc anh Tân Khanh nhá. Vâng. Anh ở đây có nhiều cảnh.
Đây. Cô đây mua được chị gái mua được một chậu cúc rồi, em Việt cháu Việt họ. Chị gái mua chậu cúc bao tiền đấy? Chị mua bao tiền đấy ạ? Chậu này mấy trăm chị gái? Chậu này bao tiền đấy ạ? 200 ạ. Vâng, chúc mừng chị nhá. Nhìn đẹp nhỉ? Cái này gọi là cúc gì đấy em? Em trai ơi, gọi là cúc gì đấy? Hình như cúc mâm xôi thì phải. Anh nhìn thấy giống đĩa xôi á. Ừ, hoa nhiều. Đối diện 276. Quý vị và các bạn cứ đi ngã. À, trong nhà còn nhiều. Đây là một số cành đào bắt đầu đã có hoa rồi quý vị và các bạn. Đi vào trong này rất nhiều hoa. Anh cho xe đây, anh vào trong này thế nào? Rồi. À thế ạ. À đây đây, trong thuyền đúng không anh? À đây. Đấy, mời quý vị và các bạn xem những bông hoa đào đang khoe sắc rồi. Cái cành đào già thì nó ra bông nó sẽ như này đấy quý vị và các bạn. Hoa nó ra từ thân. À nó đấy. Chùm ra từ thân, hoa ra từ thân quý vị và các bạn chứ không phải là ra từ cành từ nhánh đấy. Từ chùm tàn bông này sẽ có bông kia nó ra luôn ở đây. Vâng. À đấy. Đấy 3-4 bông ở đây. Vâng. À, nó rất to đẹp. Nhụy dạ. Của nó đỏ sậm hơn đào Việt Nam của mình. À. Đây đây nó đã tàn đi này. Vâng. À. Của nó còn đỏ như thế này. Khi mà già rồi thì quý vị và các bạn thấy nhụy của nó rất đỏ. Đấy, rất đẹp quý vị và các bạn. Em Việt cháu Việt phải bắt nét bằng tay thì may ra để nó nhận được nét. Đấy quý vị và các bạn thấy. Ở đây thì một số cành đã ra. Cây cũng đào lá đấy nhưng mà cây non. À. Hoa nó nhạt hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà nụ lá. Vâng. À đây quý vị và các bạn thấy những cành đào non thì màu nó hồng nó sẽ nhạt hơn. Và rất nhiều nụ. Đào này trồng ở đâu anh nhỉ? À, đào này là ở bên Lào. À bản Phú Hú. Xuất xứ ở bên Lào quý vị và các bạn. À đây. Đấy, mời quý vị tới có sở hữu những cành đào ở bên đất nước bạn Lào thì và đấy cho em quay mấy bông hoa đào lạ lạ này. Đấy. Hoa hoa đây. À. Rất to. Và mưa nên nó không được xòe. Vâng. Căng hoa. À, cứ mưa là không. Hoa nó không được căng. Họ nắng thì hoa nó nở hết cỡ ra, căng hoa nó rất to và. À, có rất đấy. Có một cái. Rất to. Vâng. Đặc biệt là quý vị và các bạn cảm thấy là không có nắng thì nụ nó nở nó không căng quý vị và các bạn. Đấy, quý vị và các bạn thấy. Đấy. Thế cái này thì chơi được cả mùa xuân đấy anh nhỉ? Vâng. Đấy, qua dòng tháng riêng thì quý vị mới. Vâng. Đấy, anh còn đào đá rêu mốc. Đào đá rêu gió. Đấy. Rất độc lạ. Những người sành chơi về đào thì người ta chọn những đào thân mốc này. Đúng rồi. À, gọi là đĩa y đây đúng không anh? À. Còn cây non bây giờ nó ra thì dạ. Đấy, nụ rất nhiều.
Vâng. Đây là mình lấy loại tương đối này là đảm bảo là mấy như là có hoa. Như mấy cái này siêu nụ này thì là giá bao nhiêu anh? Những cái này mình bán với khách hàng thì nó thật sự là cũng tùy từng khách. Không, anh chào giá. Là 1,2 triệu. Vâng. Bình thường 1,2 triệu một cành. Em Việt cho Việt thấy cao khoảng 1,8 m, rộng thì chắc cũng phải tầm khoảng 2 m quý vị và các bạn. Để nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà nó tỏa ra thì rộng lắm. Thường thường những cành càng dưa u không mốc này thì lại càng đắt tiền. Vâng, đúng rồi. Cành như này thì mốc nó to và hoa nó sẽ đẹp. Dạ. Hoa nụ rất đẹp. Vâng. Đây là mình chưa có thời gian để xả ra. Đúng rồi. Qua xe mới về đến đây. À, xe. Đào này lạ quý vị và các bạn. Đây có cả nộc quý vị và các bạn này. Hoa ra phát là nộc ra ngay. Đấy, bên cạnh chồi non nó bắt đầu. Gặp thời tiết hôm nay có những hạt mưa nữa thì những chồi non. Vâng. Vâng. Đấy quý vị và các bạn thấy bắt đầu những cái cành này là bắt đầu nhú rồi. Đây cũng nhiều quý vị và các bạn. Đây quý vị và các bạn xem đây rất nhiều nụ. Cái này chỉ trong tuần là nở nhưng mà nắng lên là nở bung. À không, một tuần là khác ngày đúng không? Bây giờ nhìn thì em nhìn như quỷ khô. Đúng không? Chính xác, các anh bán đào thì các anh sẽ biết được đúng thời điểm đào nở. Mình phải chọn đào vì nếu mà nở sớm quá thì cũng không được. Đúng rồi. Và muộn quá cũng không được. Chính xác. Đây là những cành non. Vâng. Nhưng mà hoa rất nhiều. Đấy. Những cành non thì quý vị và các bạn thấy hoa chi chít. Đấy, quý vị và các bạn này. Các bạn thấy này. Quý vị và các bạn thấy đấy à, từ trên lên này, rất nhiều luôn này. Đấy. Quý vị và các bạn thấy đấy, mỗi một nhánh nhỏ nhỏ nhìn thế này thôi nhưng mà khi nở thì đẹp lắm, siêu hoa siêu nụ, rực rỡ luôn. Đúng không? Chính xác. À đây đây có một bông hoa này nở rồi quý vị và các bạn, đấy đang khoe sắc bầu trời xuân Hà Nội rồi. À. Có cả lá. À, cái lá nó như này anh. Lá, đây là lá đào đây. À, lần đầu em Việt cháu Việt mới được nhìn thấy lá đào quý vị các bạn. Mà còn được trưởng bản tặng. Đấy, rất quý. Đúng rồi, bình thường em Việt cháu Việt thấy chỉ là cành khô không có lá nhưng mà cành đào trưởng bản tặng đặc biệt. Rồi. Trông thì nó như thế này thôi nhưng mà vâng. Đúng rồi, khoảng một tuần nữa thì khác hẳn. Và tuần nữa em lại tới thăm anh để gửi tới quý vị và các bạn những bông hoa đào của Lào. Mình ở đây là đầu ngõ 276 Nghi Tàm. Vâng, đầu ngõ 276 quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có yêu những bông hoa đào của nước bạn nào, những hình ảnh rất đặc biệt của mùa xuân Giáp Thìn, thì tới chọn những cành đào của Lào về chơi Tết. Những cành đào độc nhất mùa xuân luôn quý vị và các bạn. Vâng. Dạ, cảm ơn quý cô chú chị cùng em Việt cháu Việt thăm thủ đô Hà Nội, thăm không khí Tết. Hôm nay là 16 rồi. Chúc quý vị và các bạn tràn đầy niềm vui và dồi dào sức khỏe, chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán thật là rực rỡ quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý cô chú chị và các bạn ở các clip tới.